lúc trước cũng có nhiều người nói trời sao cái anh này ảnh đẹp trai, ảnh trắng vậy mà anh có cô vợ này đen mà xấu kiểu vậy. Vợ của em á quá trời đẹp đúng không? Đẹp. Very beautiful. Đẹp right? Quá. Quá đẹp. Em có thích cái làn da nâu của vợ em không? Do you like skin? Yeah. Yeah. Yeah, đẹp. Yeah, đẹp đúng không? Em thấy em nhìn chân chó. Chân chó. Nhưng mà đẹp quá. Giống như đang đói quá trời đói order đồ ăn. Cái rap người ta đợi dưới cái đi xuống lấy thì mặc đồ ở nhà mặc áo thun bình thường thôi. Đi xuống đi không chịu. Vô thay đồ cái xịt nách xịt nước hoa rồi tùm lum hết trơn làm hơi nó bị lố quá. Cái con cảm thấy con bực bội là hay cãi nhau cái chuyện đó lúc ban đầu. Ta hãy cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Wow. Trời ơi, đẹp quá. Chào đón em đến với chương trình. Dạ, chào. Mời em giới thiệu về mình. Con tên Phạm Hiệu Quỳnh Như, năm nay con 25 tuổi. Em làm nghề spa. Nào bây giờ mình chào nhau cái nào? Chào chị Vân, chào anh. Hoặc con mình con là em em tên là Dũng. Dũng. Wow, Dũng là tên Việt Nam. Tên tiếng Anh là Josh. Josh. Yeah, Josh. Yeah. Em đến từ đâu? American hay là England? Em là người Úc. Úc. Australia. Em bao nhiêu tuổi? 29 tuổi. 29 tuổi. Em làm nghề gì? Em là kỹ sư. Kỹ sư về. Kỹ sư. Về điện, về nước hay là về IT hay là về gì? Construction. Kỹ sư xây dựng. Xây dựng. Cái làn da này của em á là làn da là trước giờ hay là làn da nó có nhuộm rồi? À, làn da trước đó là của em nó cũng màu nó cũng nâu nhưng mà nó không có đậm màu như vậy. Sau khi mà có chồng á với lại bên Tây người ta thích da nâu, dưỡng nâu thêm cho nó đậm lên thêm. Thế mình làm spa mà bây giờ da muốn trắng hay là muốn nâu hay là muốn gì là do mình hết đúng không? Dạ, nhưng mà ở bên bển thì thấy đẹp, còn ở bên đây lúc trước cũng có nhiều người nói trời sao cái anh này ảnh đẹp trai, ảnh trắng vậy mà anh có cô vợ này đen mà xấu kiểu vậy. Vợ của em á quá trời đẹp đúng không? Đẹp. Very beautiful. Đẹp right? Quá. Quá đẹp. Em có thích cái làn da nâu của vợ em không? Do you like skin? Yeah, đẹp. Đẹp đúng không? Đẹp. Nhưng mà cái lúc mà lần đầu tiên em gặp Như á là Như chưa có cái làn da nâu nhiều như vậy. When I don't really mind about a girl's skin color. It doesn't bother me. So if her skin was brown or white, doesn't matter. It matters about how she is as a person. Giống như là lần đầu gặp con thì cái da cũng nâu nhưng mà ảnh không có quan trọng về cô gái là cái làn da, chỉ là cái inside là ở trong cái tính tình tâm hồn đúng không? Bây giờ nè, anh rất muốn nghe cái câu chuyện tình yêu của các em. Dạ. Lần đầu tiên hai em gặp nhau ở đâu? Em ấn tượng gì ở Dũng và Dũng cũng ấn tượng gì ở Như? À, lần đầu tiên con gặp con xin kêu cô đi cho nó quen. Tại vì cô Dân cũng chắc ở tuổi mẹ con. Mẹ con nhiêu rồi? Mẹ con 54, 55 á. Yeah, the same luôn á. Gặp cái anh này là bữa đó là con nghe chăng cái ngày sinh nhật của con. Đêm đó là con đi chơi, đi trong một cái quán bar, đi cùng đám bạn sinh nhật. Anh này ảnh đi chung với một anh kia nhưng mà không quen biết gì nhau hết, chỉ là đứng gần bàn thôi. Thì lúc đó từ xa là thấy anh này anh cũng có địa anh nhìn thôi, cũng nhìn anh là thấy ảnh hiền quá. Sau đó cũng vô tình là cái chị mà đi chung bàn của con á quen với cái anh bạn của anh này, cho nên hai người mới đi qua trò chuyện. Trong nhóm đó thì không ai biết tiếng Anh nhiều, chỉ có mình con biết tiếng Anh thôi, cho nên mới tiếp chuyện với anh này, mới nói chuyện với anh này thì uống rồi say xỉn, sau đó rồi đi về. Mà anh ấy về không có cái liên lạc gì hết luôn. Mà con gặp ảnh là đêm thứ ba. Ngày thứ bảy là anh đi về nước. Là buổi trưa con đi uống cà phê. Anh ở cái khách sạn là gần ngay đó luôn. Ảnh chuẩn bị đi ra sân bay. Vô tình con vừa xuống taxi gặp ảnh, vừa bước xuống là hai người gặp nhau. Mà kiểu mà nhớ mãi mãi, mà nhớ hoài không biết gặp ở đâu. Tại vì đêm đó là ban đêm gặp nhau là lộng lẫy lắm. Còn bên ngoài thì bình thường không có được đẹp. Hồi mới nhớ trực ra là gặp nhau cái đêm đó. Thì mới lại nói chuyện. Thì ảnh nói là anh chuẩn bị anh về nước. Thì hai người ngồi nói chuyện đâu khoảng 2 tiếng. Xong rồi ảnh mới xin Facebook của con. Về bển mới bắt đầu tiếp chuyện, nói chuyện là, dạ. Còn Dũng á, là khi mà Dũng when you meet her you fall in love her. When I first met her
em thấy em nhìn chân chó chân chó ai chân chó nhưng mà chó. À. Nhưng mà trời ơi đẹp quá đẹp. Tiếng Việt không rành nhưng mà tiếng lóng rành quá chân chó rồi đó. Yeah. I'm curious, more curious about her and I want to get to know her more, but I felt yeah, instant attraction straight away. Yeah. Anh nói là giống như là thường là ảnh cái kiểu cũng đẹp trai. Anh thấy thường ở Việt Nam là mấy cô gái gặp ảnh là kiểu thích hay là tấn công. Còn con thì gặp ngay cái kiểu chảnh chó không quan tâm, cho nên ảnh tò mò, ảnh muốn tìm hiểu thêm. Như vậy là sau đó thì là ảnh về nước ảnh. Ảnh về bao lâu em? Ảnh về đâu 3 tháng. Từ khi ảnh về bển là hai người nói chuyện mỗi ngày luôn. Liên tục đúng không? Liên tục từ sáng tới tối luôn mà nói mỗi ngày. Nhưng mà với cái mức là bạn bè, tại vì trong thời gian đó là con vừa mới chia tay bạn trai cũ. Ảnh thì ảnh cũng mới vừa chia tay với bạn gái, vừa mới chia tay khoảng một tuần luôn. Cho nên hai người đang muốn tập trung cho công việc, không có muốn mà phải... là muốn là bạn bè chia sẻ những cái trong cuộc sống, những cái này kia kia nọ thôi, chứ không hề nghĩ tới cái chuyện là mình tán tỉnh nhau đúng không? Cũng biết có cái cảm giác thích nhưng mà sợ không dám muốn đi sâu hơn nữa. Khi mà Dũng xa Vi á thì Dũng có nhớ không? The love. You miss her. When you lay farther away from me, do you miss me? Yeah, yeah. When we first started talking, I started to get really lots of love for her, instant attraction. And it started to scare me at first, em sợ a little bit. Then I didn't fight my feelings and I knew I had to make it work with her. So that's when I moved to Vietnam, decided to sống in Vietnam. Sau 3 tháng là về Việt Nam luôn. Dạ, lúc đó anh gặp con thì anh cũng có cảm giác là yêu nhưng mà sợ phải tại vì công việc ở bển. Lúc đầu con gặp anh thì con nói là không muốn yêu xa, tại vì mới vừa kết thúc một cuộc tình yêu xa thấy không có kết quả, sợ phí thời gian. Dũng sợ mất con. Dạ. Chuyển về đây nó làm. Dạ, rồi anh cũng âm thầm anh chuyển về đây luôn. Anh không hứa với con điều gì hết, chỉ là tâm sự thôi là tại sao mà chia tay kiểu vậy. Sau 3 tháng là anh về đây. Dạ. Rồi bao lâu thì anh mới bắt đầu tỏ tình và muốn em là bạn gái của anh? À, sau 3 tháng anh về đây là mới gặp nhau. Rồi xong anh về đây được một tuần, anh về bển lại. Về bển lại anh mới bắt đầu là anh nói là anh yêu con, anh muốn là đi sâu hơn nữa, anh muốn nghiêm túc cái mối tình này. Con mới nói là mình để nói chuyện từ từ đi, bây giờ con cũng biết là có cảm giác yêu nhưng mà có cái gì đó cứ sợ cái tới không tới mà lui không lui, cứ vậy hoài không tới đâu á. Dạ đúng rồi, cái mới ngừng nói chuyện đâu khoảng một tuần, ảnh mới nói thôi mình cũng làm bạn đi. Con cũng nói thì đó, hồi đó giờ đâu có nói yêu nhau đâu bạn mà. Không nói chuyện tuần, cái xong rồi tuần sau đó ảnh mới nhắn tin. Cái mối tình kia không tốt, thì đừng có suy nghĩ cái người khác như vậy, mình phải mở ra một xíu. Thì cho ổng cơ hội để giống như là ổng sẽ chứng minh con là... Tỏ. Dạ. Cho nên 2 tháng sau ảnh qua, thăm con được một tuần, cái 2 tháng sau qua nữa. Xong là bắt đầu ảnh quyết định về đây luôn, mà ảnh về đây mà con không biết luôn. Ảnh về đây con cũng tưởng nó là qua thăm con, nhưng mà ảnh đem quá trời đồ luôn. Con mới hỏi ủa chuyến này qua bao lâu, ảnh mới nói là qua ở luôn. Nhưng mà lúc đó con cũng cái cảm giác con cũng tin khoảng chừng 50% thôi. Đến khi nào thì em mới tin tưởng anh hoàn toàn và chấp nhận anh? Chắc từ sau cái vụ dịch này á cô. Năm gọi là trước khi ảnh qua là tháng 8 tới tháng 12 anh về bển, ảnh ngay chăng Tết ở bển á. Là xong rồi ảnh về bển xong ảnh xin cái giấy độc thân. Hai người không nói là phải cưới nhau hay gì hết. Mà tự nhiên ảnh âm thầm ảnh xin cái giấy độc thân qua bên đây. Cái ảnh mới nói là xin visa mỗi lần, tại vì visa của ảnh ở đây là visa du lịch 3 tháng xin một lần. Ảnh nói làm gì mất thời gian rồi này kia. Mình nghĩ là mình có cái giấy mà kết hôn á là mình sẽ được visa 5 năm. Con mới nói thôi cái đó để em suy nghĩ, tại vì mới hai người mới về sống chung mà con sợ kết hôn nữa. Ở từ từ rồi mới có. Mình thấy anh này kiểu anh hay giỡn, anh hay chọc ghẹo, mình thấy kiểu anh còn nhỏ so với cái tuổi con thì con thích đàn ông chững chạc. Mà từ từ ở thì thấy anh này cái tính ảnh trẻ, ảnh vui, ảnh hay giỡn, nhưng mà cái tính ảnh thì cực kỳ đàn ông. Con ở con cảm thấy con làm thoải mái mọi chuyện cho nên mới quyết định là kết hôn. Bao lâu thì tụi con ở chung với nhau? Ảnh qua đây là ở chung liền luôn. Là cái lần mà dọn đồ về ở luôn đó. Dạ, lúc đó cũng có nói là con nói là không ở chung, tại hồi đó giờ con không ở chung với ai. Nhưng mà tự nhiên sao ấy ảnh này ảnh qua đây vì mình một mình, cái mình đi thuê nhà đồ cho ảnh vừa đi về, mà sao ổng cứ nhắn tin hoài mà thấy cũng tội nghiệp. Cái cứ qua ngày đem một bộ đồ, hai bộ đồ qua từ từ rồi ở chung luôn. Hai chót vợ em nói rất là nhiều mà anh thấy là em nhìn vợ em chậm chậm vậy đó. Em có hiểu vợ em nói? No, what's that? You know you speak too much. When I'm talking and then you just look at me. Yeah. Do you understand what I say?
Yeah, some bits, chip seal, chip seal. Chip seal, wow. Yeah, yeah. Still learning Vietnamese, hop tiếng Việt, tám tháng rồi. Năm tháng rồi. Tám. Tám tháng. Tám tháng. Dũng có cảm thấy hạnh phúc khi mà cái lựa chọn của Dũng với Như không? Khi mà Dũng bỏ gọi là công việc ở bên kia. Do you feel like happy or say when you move over here to live with me? How is your life at the start, I was a little bit scared, but I knew as soon as I started talking to her more every day, we were talking, I knew that it was the right decision. My family thought I was crazy to move to Vietnam to live straight away with her, but I knew it was the right decision, and I'm happy that I've done that. It's definitely made my life happier. Ban đầu là sự lựa chọn về đây là kiểu cũng hơi sợ, cũng hơi lo lắng mọi thứ, với lại gia đình của anh ở bển cũng nghĩ anh bị khùng. Tại vì mới chưa có biết, mới gặp cô gái có một lần đầu tiên mà chưa có thời gian gì hết, rồi qua đây luôn kiểu vậy, rồi sợ lựa chọn không có đúng đắn á. Nhưng mà sao về đây ở rồi mọi thứ nó thay đổi, nó khác. Cho nên anh thấy anh vui, anh hạnh phúc với cuộc sống bây giờ. Mấy người bạn trai trước của Như á thì Như có dẫn về ra mắt ba mẹ không? Con quen nhau cỡ chừng 3 tháng là dẫn về. Dũng mà lần đầu tiên đến nhà Như gặp ba mẹ, Dũng có sợ không? Do you scare first time you come to my home? Sợ quá. Yeah, just because I've never met, I wasn't sure about the Vietnamese culture so much when I met her family. So it was a big big change for me, but her family was very welcoming. Hồi đó giờ anh chưa có tiếp xúc với văn hóa gia đình Việt Nam á, cho nên cũng sợ không có biết văn hóa nó như thế nào. Sợ nói không hiểu phải không? Dạ, nhưng mà hôm đó là Dũng đâu có nói được câu tiếng Việt nào đúng không? Dạ chưa, cô không biết được tiếng Việt. Dũng là chỉ có nói chuyện với ba mẹ là thông qua Như thôi đúng không? Dạ, nhưng mà bây giờ thì nói chuyện được chút xíu. Hai mẹ con gọi FaceTime. Tiếng Việt là Dũng có đi học ở một cái lớp nào không hay là em dạy cho Dũng? Dạ có, sau khi mà lần đầu tiên về gia đình con để tìm hiểu, để ra mắt gia đình á, là ảnh bắt đầu là ảnh xin con học tiếng Việt. Anh nói là ảnh muốn xác định ở Việt Nam rồi, là xác định có cái gì đó rồi là phải biết tiếng Việt với lại nói chuyện với bố mẹ con. Cho nên ảnh đòi học, nhưng mà trong thời gian đó con cũng không cho anh học nữa. Anh năn nỉ hoài mà con không cho. Rồi cuối cùng là bây giờ là Dũng học tiếng Việt từ ở đâu? Từ dạ, cái nguồn có nào? cô giáo lại nhà dạy. Sao học tiếng nhưng Việt? Nhưng mà tiếng Việt khó quá. Khó quá, đó là điện thoại đó. Có bao giờ mà nói xấu vợ bằng tiếng Việt chưa? Trôn em á, có khi nào trôn con bằng tiếng Việt không? Cũng có, nhưng mà ảnh gành tiếng Việt, nhưng mà chỉ biết mấy cái câu mà tầm bậy tầm bạ thôi à. Ví dụ rồi. Really? Coi như câu gì? Chảnh chó là biết rồi đúng không? Chảnh chó, em cù bắp. Cù bắp. Em cù bắp. Cho tới bây giờ là các em đã chính thức là vợ chồng là bao lâu rồi? Là 2 năm. Được 2 năm rồi. Dạ. Rồi. Bây giờ là bắt đầu đến cái phần vui nè. Ông có lòi ra tật xấu gì không? Ở nhà cô là quá điệu, con thì cái tính con chậm chạp, con cũng lâu, mà gặp anh này ảnh chờ anh còn hơn mình nữa, cái đâm ra mình bị quạo. Ở nhà thì là không bao giờ mặc đồ xấu, lúc nào cũng tóc là phải mướt bóng bẫy, cái kiểu đôi khi mình thấy mà chỉnh chu quá nó giống bê đê á cô. Giống bê đê á cô. Hiểu không? Dạ. Giống như đang đói quá trời đói, order đồ ăn, cái rap người ta đợi dưới, cái đi xuống lấy thì mặc đồ ở nhà, mặc áo thun bình thường thôi, đi xuống đi không chịu, vô thay đồ cái xịt nách, xịt nước hoa rồi tùm lum hết trơn, làm hơi nó bị lố quá. Cái con cảm thấy con bực bội là hay cãi nhau cái chuyện đó lúc ban đầu. Đó hả? Xuống gặp shipper mà cũng coi như là cũng đánh quần đánh áo nữa. Một ngày là thay 4-5 bộ đồ. Wow. Công việc nhà thì có chị giúp việc, nhưng mà làm ông này ông cũng khó chịu, nhưng mà ông không bao giờ ông làm. Khó chịu, kỹ tính nhưng mà không có làm. Hiểu không? Hiểu không Dũng? Không hiểu. So like, you disrespectful, you like to clean or anything, but you never do. I do, I clean the house or something. Xạo. Rồi, còn tật xấu gì nữa không nè? Có cưng vợ dữ không? What bad things about me? Yeah. Chiều là con nói thiệt là con nghĩ không có anh nào chiều vợ như anh này luôn. Bởi cái lý do đó là con mới xác định, con cảm thấy thoải mái, con mới xác định kết hôn với ảnh đó. Có ghen không? Không bao hề ghen luôn cô, kiếm ghen không ra luôn. Vậy hả? Tin tưởng vợ. Rồi Như ngược lại, Như có ghen ảnh không?
con cũng không có ghen, nhưng mà có cái thời gian anh mới về Việt Nam á, thì hai người cũng có chơi TikTok á, cũng nổi ở trên đó cô. Cũng có mấy chị kia nhắn tin kết bạn đồ với ảnh, còn ảnh thì anh hiểu, anh nghĩ ở bển thì cũng bình thường, mà anh này thì cái tính anh không có mấy cái chuyện mà gái gú gì đó, cho nên hả anh kết bạn con thì con lại không thích ảnh kết bạn với cái người nào đó, ví dụ ảnh không hiểu nhưng mà người ta nghĩ ờ cái anh này ảnh chắc ảnh cũng thích mình, cho nên ảnh mới chấp nhận, mà còn cái anh này thì ảnh lại nghĩ cái đó là lịch sự, cũng có cãi nhau vấn đề đó. Bây giờ còn không? Dạ không, hết rồi con. Rồi bây giờ tới Dũng. What are bad things about you, right? Kể bằng tiếng Việt luôn. Nói nhiều hả? Em tức giận quick, she get angry. Nhanh. Bực bội. Nhanh tức giận, nhanh bực bội. Đúng không? Very mà quick, nhanh, nhanh. Mỗi lần tức giận thì cô ấy thể hiện như thế nào? Just say anything. Cause she gets so angry, I need to calm her down. I need to go, calm down. But yeah, sometimes she just gets so angry too quick and I don't know what to do sometimes. But I'm very patient, so that's why we work. She gets angry and I'm patient. Ông nói là ông rất là kiên nhẫn khi ông ở với con. Thì con là cái tính giống là như đàn ông vậy đó, còn ông này cái tính ông như phụ nữ vậy đó. Hai người nó trái ngược nhau. Ông không bao giờ biết tức giận. Còn con là cái chuyện gì mà không phải cái đùng 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 lên. Xong rồi 5 phút rồi thôi à. Tại vì là hiểu rồi đó, là nóng tính nè. Rồi còn cái gì nữa? And what's up? Always more 1 hour. Cái buy clothes all the time. Can you speak Vietnamese? Cái gì? Mua one hour. Là gì? 1 hour. Mua quần áo nhiều quá. Mua quần áo nhiều lắm. Mua quần áo nhiều lắm. Online shopping. Trời ơi. Mỗi lần mà cô ấy giận. Giận. Thường Dũng làm cái gì để cổ hết giận? When I'm angry, what you do to make me calm down? Leave her alone. I need to leave the house sometimes or just try to be nice or I try to talk you down. Ví dụ như con giận người khác á, thì ảnh ở đó anh giống như ảnh khuyên, ảnh calm down xuống anh nói chuyện. Còn mà con đang giận ảnh á thì là anh phải đi ra chỗ khác. Chứ không có chọc ghẹo con để cho con bớt giận hả? Có, lúc đầu anh hay chọc ghẹo là anh hay làm trò làm này làm kia, nhưng mà con đang giống như là làm mặt cười rồi làm mấy cái chuyện như con nít vậy đó. Mà con thì con không thích đàn ông cái tính kiểu như nít, mà mình đang quạo mà thấy cái mặt ổng vậy nó còn quạo hơn nữa. Cái mặt ổng làm sao đâu. What like you try to make me feel happy, like smiling when I'm angry, your face do it. No, like you do it, you like you. You do something like that. No? What do I do? I don't even know my Còn tật xấu gì nữa không? That's a bad thing that you get angry, but your mood can change so quick. Thay đổi nhanh. Sáng nóng chiều mưa. Sáng nắng chiều mưa. Học rất là nhiều. Nói chung là mấy cái nghĩa cùi gốc là học rất là nhanh. Sáng nắng chiều mưa. Dũng muốn dạo mình thay đổi điều gì? What you need me to change? Try to be a little bit more patient when you don't know something and not get angry too quick. Con phải cố gắng tập tính kiên nhẫn, không có quá dễ tức giận, phải suy nghĩ cái đó. Còn con muốn Dũng thay đổi gì không? Bớt cà gỡn lại cô. Tức là phải chững chạc lên, gentleman lên hả? Là không có baby nữa. Dạ, với lại không có play game much. Chơi game. Không có chơi game. Chơi game. Em nói với Dũng đi, Dũng hiểu đi. I want you to change, like not play game much. Rồi cái kia nữa. And but like not bd to not like. Bd not bd. Cảm ơn Như với lại Dũng tham gia chương trình này nha. Dễ thương quá, hai người quá dễ thương. Xin cảm ơn em đã đến với chương trình. Thank you. Thank you very much. Như nãy em kêu Dũng làm vụ bd. You do bd like this one more time. Oh. Yeah. Và trên mỗi một con hạc giấy này, mỗi một ngày chúng em gấp một con hạc giấy và một cái trái tim, và trên đó đều có những cái lời nhắn nhủ dành cho em. 2 năm nữa, xong rồi lại tiếp 2 năm nữa, và cuối cùng đến mà lần cuối thì em bảo bây giờ là có về hay không ấy, không về là thôi luôn. Đó là sau khi mà đến viết tin mà chồng mà chắc chắn về ấy, thì rất là sung sướng, phải đếm từng ngày luôn. Xong rồi bắt đầu đi ra sân bay mà không dám đi một mình nữa, là phải gửi bạn đi cùng. Quý vị, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay tiếp nữa để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. chín con hạt giấy phải không nè? Rồi, xin chào hai em. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận, xin chào quý vị khán giả.
Em tên là Đinh Tiến Hậu, năm nay em 34 tuổi ạ. Hậu? Dạ vâng. Hậu làm nghề gì? Em hiện tại đang kinh doanh. 34 tuổi rồi đó, mặt dạ trẻ vâng. măng trẻ mắng à. Em xin chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận, em chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Liên, năm nay em 33 tuổi ạ. Tiến là công việc gì? Dạ em đang làm kế toán ạ. Kế toán. Bây giờ nè, anh rất muốn biết cái câu chuyện tình yêu của các bạn lần đầu tiên. Em gặp cô gái này ở đâu và em ấn tượng gì về cô ấy? Em với vợ em là bạn thân từ thuở bé, hai đứa học cùng lớp rồi, lại ngồi cùng bàn nữa, thành ra là chơi thân. Nhà có ở gần nhau không? Dạ nhà em với nhà vợ em thì cách nhau khoảng mấy chục mét thôi ạ. Mấy chục mét rồi, là đi bộ qua xóm được. Luôn dạ, xóm. Xóm. Học với nhau đến cấp 3. Khi mà rời trường cấp 3 thì em có đi vào trong Sài Gòn, vợ em thì ở ngoài Hà Nội học. Trong quá trình xa nhau thì mới thấy là nhớ, rồi cuối cùng thôi là chết rồi, yêu rồi. Yêu vâng, đấy là lúc đấy mới nhận ra là mình đã yêu ạ. Còn em thì sao? Cái thời gian mà lúc mà còn nhỏ đó là em có thích bạn này không, hay là em không ưa bạn này? Dạ, hồi lớp 6 thì bắt đầu là em học chung với nhau, là cô lại phát sắp xếp chung được chung bàn. Là nhìn này khó ghét lắm ạ, ghét là lắm toàn có chia bàn thôi, gạch phấn chia bàn là không có chơi với nhau luôn. Nhưng mà rồi cái lúc mà bạn ấy vào Sài Gòn thì lúc ấy cảm giác em sao, có giống bạn này không? Khi mà bạn ấy vào Sài Gòn thì lúc đấy thì bọn em vẫn đang là bạn thân. Thế sau thì cứ một tuần thì bọn em cứ gặp nhau ở trên mạng là 2 lần, và thứ 3 và thứ 6 thì mỗi lần là tranh thủ chat với nhau qua Yahoo á, là 2 tiếng một tuần như thế. Thì em cũng cứ ngày nào cũng mong là đến cái giờ đó để ra chat và để nói chuyện với nhau. Rồi đến khi nào thì mới hết yêu xa? Dạ, tụi em yêu xa là 9 năm. Wow. Chính thức 9 năm là lúc tính từ lúc mà nhận lời yêu. 9 năm đó là em ở Sài Gòn hết hay em có đi đâu làm việc hay như thế nào mà yêu xa dữ vậy? Dạ, trong 9 năm thì em có 2 năm là học tập và làm việc ở Sài Gòn. Sau đó là em có đi sang Hàn Quốc ạ. Là đi mấy năm? Em đi 7 năm Hàn. Em đi 7 năm nhưng mà là em có về không? Là em ở tuốt ở bên đó 7 năm? Dạ, trong 7 năm thì em có chính thức về, khi mà nói chuyện với gia đình ấy là xin phép gia đình để đi về thì là một lần. Còn 3 lần còn lại là về, trốn về để chơi với lại vợ ạ. Coi như vợ nhớ vợ quá. Dạ vâng. Ui, nhưng mà tụi em siêu quá, là tại vì vậy nè, 7 năm mà dành cho 3 lần thì nó không dạ vâng ạ, tí gì hết cho hai người yêu nhau. Wow. Đúng không? Dạ, dạ vâng. Thế rồi em sao mà em chấp nhận hay quá vậy? Đầu tiên thì là chơi với nhau lâu cho nên gắn bó tình cảm, thì khi mà yêu xa thì đầu tiên là anh nói là cũng không ý định là đi Hàn Quốc. Mà chỉ là yêu xa trước thế thôi, còn sau khi nào mà quyết định là đi Hàn Quốc thì nói là đi 3 năm thôi. Thì sau đó anh sẽ về, nhưng mà cứ hết 3 năm thì anh lại bảo thế anh thêm 2 năm nữa. Hai năm nữa, xong rồi lại tiếp 2 năm nữa, và cuối cùng đến mà lần cuối thì em bảo bây giờ là có về hay không ấy, không về là thôi luôn. Đó, là giống như là định... anh tỏ tình với mình vậy đó. Là dạ. Bỏ nhau luôn đúng không? Dạ. Nếu mà như vậy rồi cuối cùng mới chịu về. Vậy dạ. Tụi em lấy nhau là được mấy năm rồi? Tụi em kết hôn được hơn 5 năm rồi ạ. Dạ. Là được hơn 5 năm hơn rồi. Hơn 5 năm rồi. Dạ. 4 năm. Hai bạn này cả cuộc đời ở bên nhau luôn á. Đó. Thực sự luôn á. Trong cái khoảng thời gian yêu xa như vậy thì chắc chắn nó sẽ phát sinh rất là nhiều việc. Cái quan trọng nữa là cái niềm tin. Dạ. Mà các bạn từ đâu mà các bạn lại có được cái niềm tin mà để mà giữ cho nhau cho đến coi như là 7 năm trời như vậy? Bởi vì bản thân em ấy là con gái thì em cũng rất là mong muốn là có một người yêu ở cạnh mình. Mỗi một lần mà yêu xa em rất là tủi thân. Ví dụ như là đi sinh nhật bạn này hay đi đâu đó đi chơi thì muốn là có người yêu mình bên cạnh. Nhưng mà suốt thời gian đó thì gần như là không, cho nên là em rất là hay giận dỗi với lại người yêu em. Đòi chia tay không? Chia tay có ạ. Bọn em chia tay đến 3 lần. Vậy thì tại sao lại hàn gắn trở lại? Dạ, bởi vì anh nghĩ là lý do là vì gia đình thì em cũng rất là hiểu. Bởi vì em là bạn thân lớn lên từ nhỏ ấy. Cho nên em hiểu về vấn đề của anh ấy gặp phải. Và thứ hai nữa là em nhìn thấy sự chân thành của anh ấy. Đó là em mang đến đây chương trình là một cái bình hạc giấy. Cái bình hạc giấy này thì bình thường thì sẽ là con gái gấp. Nhưng đây rất đặc biệt, đó là chồng em gấp. Và trên mỗi một con hạc giấy này, mỗi một ngày chồng em gấp một con hạc giấy và một cái trái tim. Và trên đó đều có những cái lời nhắn nhủ dành cho em. Em có mở ra em đọc hết mấy con giấy này chưa? Dạ chưa. Em mới đọc có một ít thôi ạ. Tại vì mãi đến năm 2014 khi chồng em về nước thì chồng em mới mang về. Lúc đó thì có chồng em ở bên cạnh rồi nên em cũng đọc chỉ một số ít thôi ạ. Còn bây giờ chuyện... nếu như anh muốn á, em khui ra, dạ. Em mở một con hạt giấy ra em đọc. Bất kỳ. Dạ vâng. Một và em cho anh với chị Vân, mỗi người một dạ, con. Rồi. Anh với chị Vân sẽ dạ, mở ra coi luôn. Dạ vâng. Tò mò quá chị Bin. Dạ. Rồi em đọc trước đi, coi ông viết cái gì. Dạ. Xong rồi tới chị, tới anh Bin. Rồi, dạ. Tính đến thời điểm bây giờ là 12 năm rồi chị. 12 năm. Dạ.
ngày 18 tháng 6 năm 2018. Vợ à, cố lên, chỉ còn mấy ngày nữa thôi, cố lên nhé. Rồi, tới chị Vân đi. Ngày 2 tháng 9, 2008 nè. Đọc coi. Chà, mắt sáng quá ta. Sáng lắm. Ngày 2 tháng 9 năm 2008. Liên ơi, anh nhớ em quá. Ồ, tự nhiên xúc động ta. Liên ơi, anh nhớ em quá. Xong thì gọi cho anh đó, anh yêu em. Ngày 8 tháng 1 năm 2009, sao thế nhỉ? Người tôi yêu đã bị dị ứng. Em hãy cố lên nhé, Liên. Anh chẳng biết làm thế nào, chỉ động viên em thôi. Cố lên, cố lên. Dạ. Phải nói rất là xúc xếp động. Lại đi cưng, xếp mình đi. Mình đang dạ, rất được là rồi. Xúc động với những cái dễ thương những quá. Cái lời đây là những cái lời mà gọi là sinh hoạt rất là bình thường, những cái lời chút xíu thôi, nhưng mà chị cảm giác lúc đó em ngồi em xếp, em tưởng tượng là em đang nói chuyện với Liên. Dạ. Đúng không? Một mình em cô đơn ở bên xứ lạ dạ, quê người. Dạ. Thế rồi cái ngày mà chồng em về thì sao? Đó là sau khi mà đến biết tin mà chồng mà chắc chắn về ấy, thì rất là sung sướng, phải đếm từng ngày luôn. Xong rồi bắt đầu đi ra sân bay mà không dám đi một mình nữa, là phải cử bạn đi cùng để di ra và đón chồng về cùng. Bạn trai. Đó. Rồi cái lúc mà thì cái thấy cảm giác đó là giống như kiểu vỡ òa tim mình. Em về lần nào cũng thế, thì thường thường là hai đứa sẽ chạy thật nhanh đến, xong là ôm nhau khoảng mấy chục giây, xong đó sẽ nắm tay nhau đi về. Dạ, hạnh phúc thì đôi khi có rớt nước mắt ạ. Vỡ òa chứ. Chắc là Liên khóc nhiều nhất. Đúng không? Và sau đó bao lâu thì cưới nè? Dạ, sau khi anh ấy về khoảng 10 ngày là bọn em tổ chức đám cưới á. Chà, cũng lâu quá. Dạ, vâng, nhanh lâu quá. 10 ngày mới cưới. Cưới liền chứ, bây giờ đi xa quá rồi. À. Rồi bây giờ là hai đứa là đang sống ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, em đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Còn gia đình em thì ở Bình Dương ạ. Các em có mấy bé rồi? Vậy em có một bé 4 tuổi ạ. Một bé 4 tuổi rồi, dạ. Như vậy là quá hiểu nhau rồi. Vậy dạ. Thì bây giờ nè, cho hỏi nè, dạ. Tật xấu của anh ấy là gì? Dạ. Hả Liên? Lúc mà về rồi thì em cũng thấy là tật xấu của anh ấy là hay quên. Tới lúc mà đưa con đi học nhá, thì con thì ngồi nằm sau với xe mà xem điện thoại nên là không có tiếng động gì cả, mà đưa con đi học thì quên, đưa lên thẳng lên cơ quan luôn, công ty luôn. Chưa là học. Coi như là dạ. Đưa con đi học nhưng mà đi ra cơ quan luôn. Dạ. Còn rồi. Mà ở nhà mà có dặn tỏ anh là sửa giúp em cái gì đấy là tôi bảo lát nữa anh làm nhưng toàn quên. Em mà có ghi lên giấy dán lên tường ấy thì cũng vẫn cứ quên. Rồi tiếp theo nữa. Dạ, cái thứ hai là nóng tính đấy ạ. Nóng tính nhưng mà có bao giờ quát nạt và động tay động chân gì tới em không? Dạ, cái đó thì không, nhưng mà nhiều khi mà ở chỗ đông người hay cáu nhăn mặt với em lắm. Cho nên là cái đấy là tính xấu của chồng em. Em mong muốn anh thay đổi cái gì? Em mong muốn là anh ấy thì kiềm chế cái sự nóng tính hơn. Và nếu mà em có sai hay chỗ đông người gì đó thì cứ về nhà nói từ từ với em ấy. Với lại đặc biệt là phải cải thiện trí nhớ một tí, tránh quên. Rồi dạ. Mà em, tới em, cô ấy có tật xấu gì? Vợ em thì chắc là ham ngủ. Hai nữa là ngày trước thì nấu ăn em thấy là cũng ok lắm. Nhưng mà dạo gần đây kiểu là lười nấu ăn. Thế làm sao là, vâng, vị nó nhạt đi rồi. Đấy, với hai nữa là mỗi lần nấu ăn xong ấy, chén đũa rồi xong nồi là thôi rồi, nguyên một mớ luôn. Ai muốn làm gì làm. Dạ đúng rồi ạ, ăn xong là vắt chân lên, xong là bảo em nấu rồi, bây giờ là đến lượt anh là phải dọn thôi. Tôi là người nấu còn cái chương trình dọn làm mặc kệ. Dạ đúng ạ. Rồi nhưng mà vợ em là tánh có nóng hoặc là có hay cáu giống em không? Vợ em thì có cái tật là đang ngủ mà ai mà có động chạm gì đến là hay cáu gắt lắm. Vâng, ngay kể cả đi xe cũng vậy, bật điều hòa mà nó lạnh một chút thôi là cũng cáu gắt lên với em liền. Cáu gắt luôn. Là cáu bẩn á, có là hay cáu bẩn. Dạ đúng rồi, đúng rồi ạ. Nhưng mà hồi cái thời mà yêu xa đó là thường là bao giờ chắc thế nào cũng nói anh về đây em sẽ chăm sóc anh, em sẽ chăm sóc, em sẽ lo lắng cho. Còn dạ, bây giờ thì sao? Đợt mà em cũng ở bên đấy thì cũng dụ em về nhiều lần. Đúng bởi vì rồi. Là về là anh về đây anh làm việc bên đấy vất vả rồi về đây em là đấm bóp, vâng đúng rồi, chăm sóc rồi đấm bóp rồi này kia, nhưng mà và em thấy là từ được đúng một lần đấm bóp, bây giờ mỗi một lần đấm bóp rồi này bảo chứ sau trước ngày em bảo là đấm bóp cho anh thì lại nói là thì đợt trước anh về em đấm cho lần rồi thay. Ý là thế, đấm rồi lần đó em đấm rồi. Dạ. Em đã thực hiện lời hứa rồi. Dạ vâng đúng rồi đấy, bà này quá khôn. Khôn. Dạ. Bây giờ cái nguồn kinh tế là ai là người kiếm về?
Dạ thực tế thì là nguồn kinh tế thì em thấy là hai đứa giống giống như nhau. Nhưng mà ai là người làm kinh doanh? Vợ em thích đếm tiền, em lại cứ để nhường hết cho vợ. Và mỗi lần em muốn mua cái gì hoặc em muốn làm một cái gì đó thì sao? Thường thì em cứ mua theo sở thích của vợ em là chủ yếu thôi. Ví dụ vợ em mà muốn máy tập chạy hay là mua cái gì gì đấy là em cũng chủ động hỏi tiền, nhưng mà nếu mà hỏi không được là em cũng chủ động đi mượn tiền để phải tự đi kiếm tiền. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Vâng. Không được. Dạ không, em cứ vay mượn xong rồi người này cũng phải trả thôi. Cứ vay mượn người này người kia xong rồi mua xong rồi lại vợ em lại trả. Tại nhưng mà hỏi trực tiếp mà đưa thì lại không được. Là không đưa trực tiếp. Dạ em. Vâng, đúng ạ. Rồi bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Bởi vì là trong quá trình sống với gia đình nhà em thì vợ em chưa có hòa đồng được với lại bên nhà nội. Mong muốn vợ em là cải thiện cái mối quan hệ giữa vợ em với lại mẹ em cùng với lại tất cả mọi người trong gia đình nhà nội. Vâng. Rồi. Có nghĩa là hiện giờ là em với vợ em đang sống riêng. Dạ vâng ạ. À mà gia đình em thì ở dưới Bình Dương. Dạ vâng. Còn gia đình của vợ thì ở đâu? Gia đình em ở Thái Bình ạ. Ở Thái Bình, hiện giờ vẫn đang ở Thái Bình đúng không? Dạ vâng ạ. Bây giờ chị hỏi em nè, lý do gì mà em vẫn chưa hòa đồng được với mẹ chồng với lại mọi người trong gia đình? Chắc là cũng chỉ là do văn hóa gia đình chồng em chuyển vào đây sớm lâu rồi ấy, cho nên là sống theo phong cách miền Nam thì nó sẽ thoáng hơn một chút. Còn em thì kiểu ngoài Bắc thì nó sẽ có thể nào mà nó phong cách sống của nó hơi khác nhau thôi ạ. Thì bây giờ một tuần hay là một tháng dành 2 ngày trong 2 cái cuối tuần về với ông bà, dạ, thì một điều nhịn chín điều lành, các cụ có gì đi chăng nữa thì với bổn phận mình là dâu, dạ, mình cứ coi các cụ như cha mẹ ruột của mình. Dạ. Để các cụ vui, các, dạ, cụ vui thì chồng em cũng vui. Dạ. Dạ. Rồi xin cảm ơn em, dạ, đã đến với chương trình. Dạ, dạ. Dạ. Cảm ơn. Rồi. Chị. Thế là em đi vào Thảo Cầm Viên thì em vô tình em bắt gặp ảnh đang hát trong Thảo Cầm Viên. Thế là em đuổi theo anh ấy để xin chữ ký nhưng mà không thấy anh ấy đâu cả, mất tích. Vài năm sau em vào Sài Gòn em sinh sống và lập nghiệp thì là gặp lại anh ấy và giống như là một cái cơ duyên, một cái định mệnh của cuộc đời mình đấy ạ. Anh ơi, em có em bé rồi. Ồ vậy hả? Dạ. Do vậy em thấy là thôi, số phận mình cũng vậy rồi, không thể có được. Đây có nghĩa là chính vì vậy mà em không có ý định giữ gìn đó phải không? Dạ đúng rồi. Kiểu như là không kiêng khem gì hết. Dạ. Thả luôn. Em nghĩ là mình không thể nào mà có em bé được. Mình thấy nó vừa hay hài mà nó vui vui. Vui chứ, vui mà chứ em. Rất vui mà nó bị sốc. Nó bị sốc thật sự. Mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Trời ơi. Trời ơi. Tái ngộ, tái dạ, ngộ. Dạ, lại tái ngộ nữa à? Tái ngộ là tái ngộ sao? Tại vì em cùng với Ngọc Lan đã đến nhà của hai vợ chồng gõ cửa thăm nhà rồi chị. Xin chào chàng trai nhạc sĩ mắt nai cha cha cha. Xin chào MC vui tính đẹp trai Hài Hước Quốc Thuận. Đã từng làm nền cho chị Thúy Nga hát bài mắt nai cha 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 suốt thời thanh xuân của ảnh. Thanh xuân của mình là gắn liền với mắt nai cha cha cha. Cha cha. Và cái mối tình đơn phương vẫn cũng gắn liền với mắt nai cha cha cha. Cái đó là lỗ. Tới bây giờ vẫn còn yêu chị Thúy Nga. Ai đó? Cái đó là bạn đừng nghe cô ấy nói nha. Đừng nghe những gì cô ấy nói. Cái phần cuối, cái phần mà yêu thầm Thúy Nga là không có đâu quý vị. Bữa đi ra chợ có người hỏi rồi kìa. Chị Luân rất may mắn được ngày hôm nay đến với chương trình, gặp anh Thuận, chị Hồng Vân, dẫn bà xã tới để có những cái chia sẻ tạm gọi là vạch mặt cho người xem. Gọi vạch mặt mà ở đây thú vị lắm. Cái cô gái bên đó thiệt á, quá là xinh xắn vậy đó à. Trước tiên thì cho em được gửi lời chào đến cô Hồng Vân và anh Quốc Thuận, cũng như là tất cả quý vị khán giả đang theo dõi qua chương trình Vợ Chồng Son. Em tên là Liên Thảo, hiện tại thì em đang làm công việc là MC dẫn dự sự kiện cũng như là em làm giáo viên. Hiện tại thì em cũng với cả anh Luân là đang có một công ty tổ chức sự kiện nữa. Cưng nhiêu tuổi rồi nè? Dạ vâng, em với cả anh Luân là anh ấy sinh năm 82 còn em sinh năm 94. Cô hay gọi là cổ là con chó con. Em là chó già. Ê cái cặp này bắt trend kịp ghê. Bắt trend sao chị? Bắt trend sao nè, bắt trend ra nè, dạ, nghe cái nè. Tại vì ngày xưa lúc mà quen nhau thì anh ấy hơn em một con giáp này. Đã thế anh ấy còn kiểu rất lo lắng chu cấp. Xong rồi lo tất tần tật từ cái ăn cái mặc. Nói chung là cái gì anh cũng lo cho nên đúng là như một người anh, một người cha vậy. Một người cha, một người anh, một người bạn. Và đôi khi là em hay gọi đùa anh ấy là Sugar Daddy. Còn em trời là Sugar wow. Baby. Đó, bắt kịp trend dễ sợ. Sugar Daddy, Sugar Baby. Dạ không, mà dù em nhiều tuổi nhưng em vẫn trẻ. Và em không đồng ý với kiểu đấy.
em vẫn là sugar baby. Ồ, dạ. Vậy cuối cùng là ai là sugar lớn? Sugar mommy. trời ơi, dễ sợ quá. Nhưng mà nói nào ngay nha, chị nói thiệt, hai đứa nhìn rất là xứng. Rồi bây giờ tới bạn giới thiệu về mình. Dạ, kính thưa hai MC xinh đẹp. Dạ. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, em tên là Sĩ Luân. Dạ, em sinh 1982. Em là sugar baby của sugar mommy. Như vậy thì là em gạn lọc khơi trong, em tìm được cái mommy sugar của em là ở cái nhánh nào trong công việc của em? Dạ, em tìm được cổ trong chùa. Em trong biết chùa. Em biết. Bữa nay chị mới gặp được bé này á, chị không tưởng tượng là nó xinh xắn mà nó đẹp như một công chúa vậy mà trời. Mà lại chấp nhận luôn. Là có baby rồi luôn hả? Dạ vâng ạ. Cổ đã gài em rồi chị ạ. Dạ. Trời ơi, công chúa nhỏ được nhiêu rồi? Bé hiện tại là được 6 tháng và bé hiện gần nặng gần 8 kg và rất là kháu khỉnh, dễ thương, và đặc biệt em hay gọi là hoa hậu thân thiện bởi vì bé rất là hay cười, gặp ai cũng cười và ít bữa khi là khóc gặp lắm em ạ. Thôi đó mà đã cười sặc sủa luôn. Cười ơi. Khi em đi chùa làm cái khóa tu mùa hè, gặp một cô gái mặc đồ lam không make up gì cả mà cổ quét dọn lau chùi này kia rồi phục vụ các ca sĩ, thấy thương quá. Ồ vậy đó. Và hả? Ở trong chùa nhiều ngày để phục vụ khóa tu khóa lễ thì em thấy là đây là một cô gái có một cái sự tinh khiết trong tâm hồn, và những người trẻ mà cống hiến sức của mình cho cộng đồng, đó là cái điều rất tốt. Thì em cảm nhận đây là một cô gái có cái điểm chung với mình. Em không ngờ là sau đấy cổ đã cua em. Tại sao lại có một cái phản ánh giật nó là sao em? Em có cua ổng không? Người ta nói là phụ nữ thì yêu bằng tai mà đàn ông thì yêu bằng mắt. Em thì lại yêu anh ấy từ cái mùi hương của cơ thể anh ấy cơ. Đó. Tức là lần đầu tiên khi mà gặp nhau ấy là em thấy sao anh này nó thơm gì đâu, rất là thơm. Và sau đó em ấn tượng nhất đối với anh Luân đó chính là cái sự giản dị của anh ấy. Bởi vì anh là một người nổi tiếng nhưng mà gặp ai anh cũng rất là hòa đồng, anh cũng chào hỏi mọi người một cách rất là dễ thương. Và anh ấy chủ động là làm quen với em luôn. Em cảm thấy rất là ấm áp. Và sao ta, tiếng sét ái tình đúng không ạ? Em có ý kiến này nữa, em quý cô ấy nhưng mà cô ấy chủ động tấn công em. Tấn công bằng cách nào? Bằng nhiều hướng. Có nghĩa là sau đó hay là tại thời điểm đó luôn? Dạ sau đó chứ. Nhưng mà trước đó em có biết anh này chưa? Em biết anh ấy từ hồi mà còn nhỏ, em đã nghe nhạc của anh rồi. Hồi năm lớp 8 em được bố cho vào trong này để chơi. Tại vì ngày xưa là em ở Hà Nội. Thế là em đi vào Thảo Cầm Viên thì em vô tình em bắt gặp anh đang hát trong Thảo Cầm Viên. Thế là em đuổi theo anh ấy để xin chữ ký. Nhưng mà không thấy anh ấy đâu cả, mất tích. Vài năm sau em vào Sài Gòn em sinh sống và lập nghiệp thì là gặp lại anh ấy, và giống như là một cái cơ duyên, một cái định mệnh của cuộc đời mình đấy ạ. Em được gặp cái người trong mộng của em. Em được gặp cái người mà gọi là giống như em yêu thầm, mà lại bây giờ em lại gọi là giống như là em chiếm hữu được toàn bộ người ấy, từ thể xác lẫn tinh thần, vật chất lẫn, phải nói là chiếm hết luôn đó, đúng không? Mà nhiều khi đúng không, thực sự là em không bao giờ tưởng tượng được là Sĩ Luân lại là chồng của mình. Khi mà em nghe như vậy em đã không? Tức là trái tim em nó giống như là nó thực sự là mình dùng cảm giác là nó vui sướng gì cực kỳ. Đúng vui không? Mà nó còn sướng nữa. Vì mình không nghĩ là một cái người mà thương mình lại là một cái người hâm mộ mình từ nhỏ như thế. Cho nên là ông Tơ và Nguyệt là có thiệt nghe mấy đứa. Cái lúc đó là đã yêu chưa? Lúc đó thì thật sự là quý thôi chứ chưa yêu. Chưa yêu đúng không? Nhưng mà mình thấy là một cái cô bạn trẻ, mình toàn là bỏ xứ mà vào trong một cái vùng đất mới lập nghiệp và chịu khó. Ngoài cái việc buôn bán này kia, ngoài đường, ngoài xá, dành thời gian đi học, rồi còn đi vô chùa làm công quả, rửa chén, rửa bát, làm tất cả mọi thứ phục vụ mọi người, thì bản thân em cảm thấy là một cái sự yêu quý. Mình có cảm tình. Yêu thì mà không thể lúc đầu mình gặp nhau mà yêu được liền. Rồi đến khi nào thì mới là chính thức yêu nhau? 6 tháng sau liệu nhau. Thực sự đến tận bây giờ cái khoảng thời gian mà em nghĩ lại em vẫn còn thấy sợ, đó chính là khi mà em vào Sài Gòn thì mọi thứ đối với em rất là mới mẻ. Em không hề có một người bạn ở đây. Thực sự là lúc đấy em rất là cô đơn và lạc lõng. Thì em chỉ còn cách là đi lên chùa để có thể là làm công quả, cũng như là mình có một nơi để mình nương đi về đó. Và vâng, có một nơi để mình nương tựa. Lúc đấy em không có một đồng nào trong người cả. Em quen một cô bạn ở trên chùa. Cô mới bảo là thôi mấy giờ mày không có tiền thì mày qua nhà tăng mày ở tạm. Mà nhà của bạn ấy khoảng 20m2 mà có ba mẹ con ở. Không có tiền, thế là bắt đầu mới đi bán cái điện thoại của mình. Bán được 200.000. Rồi hàng ngày đi bán sim dạo ngoài đường vậy đó chị. Xui cái là cái chỗ mà em làm thì nó lại giật tiền của em, nó không trả tiền cho em.
khi mà em thiếu tiền quá, thế là em đành phải vay tiền bạn thân của em ở ngoài Hà Nội, thì bạn chuyển tiền cho em. Thì khi mà em ra ngoài ngân hàng em rút tiền thì cái thẻ nó núp bên cái máy của em, cái thẻ ATM của em. Thế là em không có cách nào khác, em đi ra ngoài ngân hàng để em cầm chứng minh thư đi để rút tiền, thì em để cái điện thoại trên bàn, thế là trộm nó cướp mất luôn. Đó, em không để ý. Số đúng nhỏ. Thế xong rồi không có tiền mà không có một cái gì cả. Xong rồi vô tình em gặp anh Luân như một quý nhân phù trợ, em phải dùng từ quý nhân phù trợ bởi vì anh ấy giúp đỡ em rất nhiều. Thực sự là nếu mà không có anh Luân thì em không biết phải là sống như thế nào trong khoảng thời gian đấy. Không biết làm sao cái ơn này mình trả hết nữa. Thôi bây giờ dùng trả... tâm thân này để trả. Thôi cứ lại đi à, thí chủ à. Trời ơi, nhưng mà số xui đó, cô này gặp nhiều cái chuyện xui. Dạ. Ừ. Như vậy là hai bạn là yêu nhau mấy năm rồi? Yêu và cưới luôn là bà mấy năm rồi? Dạ, từ 23 tới bây giờ. Luân với Thảo là đã hình như là chưa kết hôn đúng không? Dạ, kết hôn rồi nhưng mà chưa cưới ạ. À. Đăng ký kết hôn dạ, thôi. Dạ, vì chúng em cố gắng đám cưới nhưng mà chúng em không chiến đấu lại con virus. Con virus. À, đúng ra là trong năm nay. Dạ, thì là nhưng mà trước khi mà dịch xảy ra thì tụi em có làm một cái lễ hàng thuận tại Thái Lan. Chị đang muốn hỏi rồi em bé thì sao? Em bé ra đời trong hoàn cảnh như thế nào? Dạ, trong hoàn cảnh tai nạn ạ. Tai nạn sao? Cô ấy với em thường xuyên đi du lịch và bụng cô ấy không có tốt. Nhiều khi là 5 lần đi là coi như 2 lần vô bệnh viện. Là ăn không tiêu. Thì sau nhiều lần ở bệnh viện thì là cũng đau bụng, em nhớ bình thường. Rồi cô ấy chuẩn bị đi Anh du học. Là bé này á, đang dạ. chuẩn bị là đi Anh. Đi Anh, dạ. Nhận cái show cũng sau đó cũng cả năm đã trời. Đã ký hợp đồng với cả khách hàng dạ. rồi. Sau đó thì đùng cái là cầm cái tờ giấy và cô khóc như mưa, ướt cả cái tờ giấy. Anh ơi. Ơi. Em có em bé rồi. Ồ vậy hả? Vâng. Dạ. Hôm đấy là chỉ nghĩ là anh đưa em đi bệnh viện, chỉ nghĩ là để khám nội soi xem là có gì không. Thì nhưng mà bác sĩ nhất quyết là bảo là thôi siêu âm trước đi để xem là có em bé hay không đã. Sau đó thì trời, giống như là một cái tin động trời làm em đứng hình phải mà rất là lâu về sau em mới có thể tỉnh táo rồi mà em bước ra khỏi cái giường bệnh rồi để em xuống em đưa kết quả cho anh. Thế là em đưa cho anh tờ giấy thì em quay mặt coi đi anh nhìn đi. Nhưng mà còn Luân thì sao khi mà Luân dạ. Luân có rung không? Luân cầm tờ giấy đó Luân ấy thì phản ứng em thế nào? Em thì mẹ nuôi của em bác sĩ Nguyệt là bác sĩ trưởng khoa ở bệnh viện Vạn Hạnh. Thì em đang ngồi nói chuyện với mẹ rất bình thường. Thế là mẹ với em đều phá lên cười. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Thế là mẹ cũng nói là mẹ thấy con 40 tuổi rồi sao mãi không thấy mày có vợ có con nữa, cho nên cái việc là thay vì có em bé là người ta sẽ bất ngờ thì hai mẹ con vui chúc mừng mày không bị vô sinh, mẹ em chúc mừng em. Nhưng mà trước đó là Luân có bao giờ sợ là mình bị mình bị cái đường con cái không? Cũng sợ á, tại vì xung quanh em bạn bè đa số là không sinh được. Và có những bạn học trò của em kết hôn 10 năm cũng không có con. Và các ca sĩ học trò của em thì đôi khi định cư ở Mỹ một năm mà về đây vài lần để làm thụ tinh nhân tạo, làm tới 4 lần thì mới được em bé hết tỷ mấy. Do vậy em thấy là thôi số phận mình cũng vậy rồi, không thể có được. Đây có nghĩa là chính vì vậy mà em không có ý định giữ gìn đó phải không? Dạ đúng rồi. Kiểu như là không kiêng khem gì hết. Dạ. Thả luôn. Em nghĩ là mình không thể nào mà có em bé được. Mình thấy nó vừa hài hài mà nó vui vui. Vui chứ, vui mà chứ em. Rất vui mà nó bị sốc. Nó bị sốc thật sự. Cả cô ấy và em cũng sốc. Tại vì cái plan của hai đứa thì có thể là 5-7 năm sau mới có. Còn bây giờ là còn quá nhiều công việc và hai người đang ở trạng thái độc thân. Nhà ai nấy ngủ, công việc xong về ngủ, Lan đang ngủ không lo gì cả. Thì có em bé là một cái trách nhiệm hoàn toàn mới, cuộc sống hoàn toàn mới. Và trước đó là hai người là ở riêng. Trước đó nha, nhà trước, ai trước nấy khi ở... có baby á, là ở riêng. Nhưng mà sau khi mà phát hiện có em bé rồi thì là hai người có thay đổi không? Lúc baby trong bụng thì đã thay đổi rồi. Đúng rồi. Là quyết định về ở chung để mà Luân tiện bề chăm sóc, đúng không? Em biết mình có em bé thì phản ứng của bố như thế nào? Bố em thì chắc chắn là bố em không vui rồi và không hề đồng ý cái việc mà chưa kết hôn mà đã có em bé, thì rất buồn về chuyện đó. Chắc chắn rồi. Nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ thì bố em... Bây giờ thì bố cổ yêu em hơn yêu cổ. Rồi. Nghĩa là bây giờ hai bạn đã ở chung một nhà ở quận 7 và chương trình gõ cửa thăm nhà đã ghé thăm nhà rồi. Rồi. Thôi bây giờ mình qua cái phần 2 đi. Bà ngoại tuyệt vời lắm. Mục đích của hai người là lên đây để mà kể tội nhau nè. Dạ. Chương trình phần 2 tố cáo vạch mặt nhau. Mình dùng cái từ vạch mặt đó. Đâu? Từ em đi Liên Thảo. Vạch mặt tật xấu của ông là gì? Tật xấu của anh.
anh luôn á, anh ấy bị bệnh phong thấp cho nên là anh ở rất sạch. Chính vì lý do đó nhưng buổi sáng nhiều khi là hai đứa ở với nhau thì em buổi sáng em hay bị đau bụng, mà anh Luân anh ở trong nhà vệ sinh phải mấy tiếng đồng hồ, em bảo là anh ơi xong chưa cho em phải xin đi vệ sinh với, mà anh đi vệ sinh mấy tiếng đồng hồ luôn. Nhiều lúc mà em mót lắm mà em đi vệ sinh mà mấy tiếng đồng hồ luôn á luôn. Dạ thường em hay viết nhạc trong ý tưởng trong lúc mình tắm. À bữa nay mới biết được nha. Nó sẽ thoải mái ra ý tưởng, và dĩ nhiên là có hai phòng tắm mà. Thì cũng cứ dành cái phòng tắm dưới với em, phòng trên cũng có không đi. Ủa nhưng mà cái bài Mắt Na Cha Cha là ra đời trong toilet luôn á? Dạ ở ngoài thưa anh. Dạ. Ý tưởng thì ở trong nhưng mà nó ở ngoài. Dạ, phải ra ngoài. Dạ. Rồi tiếp tục. Còn thật xấu vậy nè. Có một khoảng thời gian là anh bị tai nạn và bị mất trí nhớ. Chính vì lý do đó cho nên tận bây giờ anh rất là hay quên. Hồi mà mới quen nhau, đang quen nhau thì hẹn em đi chơi, alo em bảo 10 giờ anh đến đón em nhé. 11 giờ em không thấy anh ở đâu, em mới nhắn tin không thấy anh trả lời. Cái 12 giờ em gọi điện, alo anh đang ở đâu đấy? Hả, anh mới ngủ dậy, hôm nay có gì không em? Xong em bảo là, ủa hôm nay anh hẹn em đi chơi mà em đang rất là đói, em đang đợi anh đưa em đi ăn đây. Ồ vậy hả, sao anh không nhớ ta? Là anh ấy rất là hay quên, thậm chí là vừa mới ăn xong một lúc sau đến chiều anh ấy đói là ủa hình như sáng mình ăn chưa ta, không nhớ là đã ăn hay chưa nữa. Cái tai nạn đó mà bây giờ mà anh ấy như thế này là anh là siêu nhân rồi. Đúng rồi, cho nên rằng cái đó là mình gác đi, không phải thật xấu nữa. Nhưng mà bây giờ có cải thiện được không Lương? Dạ phải lưu vào điện thoại, cũng muốn mua cái gì đó hẹn phải ghi liền. Lưu vào điện thoại liền. Dạ yeah. Tôi cũng vậy nè. Nhưng mà khổ tôi cũng bị luôn hả Lương? Ghi hết, anh mua này cho em nhớ nha, xong ghi hết nhưng mà quên đến chỗ mua. Quá chuẩn luôn. Có những khi mà em bảo là ủa sao anh chưa mua sữa, chưa mua tã cho con vậy? Ủa em có nhắn anh mua tã hả? Có, anh kiểm tra tin nhắn đi. Anh quên mất. Cái lúc mà em mang bầu á, anh ấy thấy em bầu vất vả quá, tại vì nặng quá rồi còn đau nhức tùm lum. Thì anh luôn anh thấy thế, anh ấy bảo là sao bầu cực quá thì thương quá, mới nói là thôi em chỉ cần việc đẻ thôi, đẻ ra thì tất cả anh lo. Ôi em hy vọng mấy câu nói đấy lắm, cho đến khi đẻ em bé ra anh ấy đi mất hút, không thể ở nhà. Cũng thông cảm cho anh ấy, bởi vì là ngoài việc là vừa là chồng vừa là cha ra thì anh còn là một người nghệ sĩ, lại còn rất là nhiều công việc, cho nên là cái khoảng thời gian dành cho gia đình rất là ít. Và chính vì thế cho nên là dù mà mới sinh em bé xong cho đến tận bây giờ thì em cũng phải là đa phần là em là người chăm em bé nhiều hơn chồng em. Và em cũng mong là chồng em có nhiều khoảng thời gian hơn dành cho hai mẹ con. Đó là phần mong muốn đúng không? Mong muốn luôn. Dạ. Em mong muốn thay đổi luôn đi. Mong muốn luôn đi. Mong muốn là chồng ơi, bây giờ thì vợ biết là chồng là một người rất là thích làm từ thiện này, rất là thích làm những công việc xã hội. Tuy nhiên thì hai mẹ con rất là cần anh có thể nào mà bớt chút thời gian quý báu của mình để về nhà và chơi với con nhiều ăn hơn cơm, được không? Chơi với vợ, chơi với con. Vô điện thoại nha, em phải lưu cái câu này vô điện thoại. Chơi với vợ con mỗi ngày. Thậm chí là có những ngày em nằm em chăm con mà em mệt quá em nằm ngủ thiếp đi. Thế là em nằm ngủ em nằm mơ luôn, em nằm mơ là anh ấy về nhà luôn ý. Nhà em mỗi lần mở cửa ra thì sẽ có một cái tiếng tò tí te. Thế là em nằm mơ là có tiếng mở cửa của anh ấy về, xong rồi anh sẽ nói là ba đây ba về rồi đây. Nhưng mà em nằm mơ về xong một lúc sau 5 phút sau là em thấy có tiếng mở cửa về. Trời ơi, em mừng quá, em mở mắt ra em chạy ra, hóa ra không phải là anh Luân mà là mẹ em về. Trời ơi. Trời thương quá mà trong giấc mơ cũng thấy luôn đó. Mong đó. Rất là mong về luôn ấy ạ. Rồi bây giờ tới Luân. Dạ. Tật xấu của cô gái xinh đẹp này là gì? Một cái tật xấu khủng khiếp đó là luôn luôn lấy tiền của em. Luôn hỏi là hôm nay em đi làm về có mệt không? Có kiếm được nhiều tiền không? Đến tháng lãnh lương chưa? Đưa em để em cất vô két. Và em nó mua cho cô một két bự thật bự để trong phòng riêng của cổ, và hàng ngày cổ mở ra mở vô và cổ đếm luyện tập về ngoài như là luyện tập luyện tập về cái luyện món. Nhưng cái điều hay là khi mà em đưa tiền cho cổ thì nó lấy còn lại nguyên. Rất khó. Dạ không, nó còn nguyên. Sao em cứ đem tâm trạng của em mà em áp đặt cho mọi người vậy đi, khổ ghê. Hỏi mình hỏi mà lấy tâm trạng của mình hỏi á, tức là hạ tiền đưa đi rồi là khỏi lấy lại ha. Riêng về trường hợp Mắt Na Cha 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 này nha. Cái tật xấu là thích giữ tiền của chồng, nhưng là cái điều lạ là khi mà em cần cô lại đưa. Bất cứ gì là cô tin tưởng là em sẽ làm những cái điều đúng, những cái điều tốt. Còn những cái tật mà đáng yêu cỡ vậy trẻ nữa con không? Ví dụ như là
thích chơi mấy trò mạo hiểm, cái trò đu quay chổng đầu lên rồi vậy là giống bí ngô y chang luôn, hay đó. Là đứng trên cao lao, 12 tuổi thôi đó. Vậy là không thấy sự nguy hiểm, mình nhìn thấy là thôi, lỡ khi nào mà thang nó hư hay là ốc nó rớt ra mình té cha xuống rồi thôi không chơi. Đúng là tâm lý của người cha đó, không đúng là tâm lý người cha với người mẹ mà nhìn con chơi nó sợ lắm, nó đòi. Còn bà này là cứ vô là mua vé mua chơi, nhưng là mới thấy bà ở đây mất tiêu rồi. Đâu rồi. Cô này là thuộc mô thích khám phá, thích rừng rú, thích đi phượt đi này kia, cộng đúng em. Nó nít mẹ em ơi. Em thì không, mình phải gì an toàn. Uống trà, đánh cờ, nhỏ nhã. Trà, một sở thích rất ư là trẻ trung đó. Trẻ trung á, trà đạo, đồ này cái nọ. Rồi nè, có vô tư không? Và có bao giờ bị dính lừa không? Đó, ai, bị ai? Bạn này. Cô này bị ta lừa hoài. Giờ mong muốn thay đổi rồi, gì? Em mong muốn cổ thay đổi gì nè? Em mong muốn là cổ sẽ ít nhằn chồng lại. Em rất muốn là cổ có một cái cuộc sống nó đầy đủ. Do vậy mình phải làm việc, và em nghĩ là cái làm việc không phải là cái trách nhiệm của mình không đối với gia đình, mà đối với đối tác của mình. Cái thời gian dĩ nhiên là trong ngày lúc nào mình rảnh là mình 3 giờ em con liền. Hy vọng là bà xã em sẽ không sao chưa về nữa, thế nào để cuộc đời em bớt khổ. Chị hiểu được cái quan điểm của em, nhưng đồng thời chị cũng hiểu được cái tâm trạng của Thảo. Em chưa quen được cái cuộc sống, cái cuộc sống gia đình hôn nhân nó phải như thế nào. Nhưng bây giờ là nó đã ở trong quỹ đạo đó rồi, mặc dù em chưa muốn, nhưng em phải chấp nhận là cuộc sống của em bây giờ, em, gia đình em là cái nơi cần em nhất. Xã hội cần đến em, mọi người cần đến em, nhưng cái người cần em nhiều nhất là vợ và con của em. Mọi người nghe có vẻ giống như là em đi làm suốt này kia. Thực sự nhu cầu bà này nhiều, cái nhu cầu bà đòi hỏi em nhiều, chứ không phải là em đi xuống khổ không, quá. Thì cái đó là chị không biết, cái đó là nội bộ của hai đứa tụi em. Cô thấy chưa, cả cộng đồng xã hội nhìn tôi với một thằng đi làm hoài không về với vợ con, trời ơi tôi khổ quá. Thật ra không phải là đi làm suốt, mà là do là vợ đòi hỏi nhiều và muốn thêm, đúng không? Lúc nào cũng muốn chồng mới xuất hiện ở nhà. Cô này có một cái tính vậy, nghĩa là chồng là gì, là phải ở nhà. Hai vợ chồng phải về thỏa thuận lại. Thỏa thuận lại nha. Phải thỏa thuận lại trước khi vạch mặt nhau trên sóng truyền hình. Để mọi người khóc như mưa. Khóc như mưa. Ta không hiểu là chắc cha này đi xuống không thấy về. Trời ơi. Ta yêu là lúc nào ta cũng muốn vậy. Nhưng mà bây giờ không những vợ yêu, còn con yêu mình nữa. Riêng cô bé kia là cô yêu em. Đó. Cô không yêu mẹ cổ. Và mẹ cổ thường xuyên chửi cổ và em. Hai cha con mày mặc bánh bao như nhau. Cảm ơn Sĩ Lưng. Cảm ơn Liên Thảo. Chút nữa chúng ta sẽ gặp lại nha. Xin cảm ơn hai bạn. Em hát thử anh nghe đi. Trời, cái bả vừa cất lên một câu. Cái ông nói là thôi được rồi, em đừng hát nữa. Cái ông suy nghĩ. Cái xong ông anh khuyên em đừng nên đi hát. Em hát lại một lần nữa để cho anh. Cua trong bao lâu thì thổ? Một tháng thì. Một tháng là. Mà một tháng cua ổng em tốn kém dữ lắm. Tại vì tiền ăn uống em trả hết, ổng đâu có trả đâu. Trẻ bây giờ khờ lắm. Rồi xong rồi cái lúc ổng đổ thì ổng đổ làm sao? Bữa đó em nói là ở nhà đợi em nha, em qua đón. Cái em đi taxi qua nhà ổng, cái em chở ổng ra ngoài Phương Trang. Lên Đà Lạt chơi. Và từ khi mà khoác cái này lên là cái hiện này nguyên hình là bắt đầu. Hiện sao chung? Thì anh thấy yêu quái hiện sao là y vậy đó. Mời cặp vợ chồng của bạn giới thiệu về mình. Dạ, xin chào anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân. Hôm nay Trung và Thanh cảm thấy rất là hạnh phúc khi tham gia chương trình. Bởi vì đây là một chương trình rất là yêu thích với Trung và Thanh. Trung có thể giới thiệu kỹ hơn về công việc của em hiện giờ. Dạ, công việc của em là thiên về sáng tác và âm nhạc thôi. Còn bà xã? Dạ, em tên là Trần Kim Thanh. Hiện tại thì em đang làm quản lý của một nhà hàng. Dạ, em 26. Hai em là biết nhau khi nào? Tụi em biết nhau năm 2010. Thì lúc đó là tự nhiên cái em rảnh quá, em phải tìm cái gì đó học để nó hết thời gian. Cái là em mới nghĩ ra là đi học hát nhảy múa. Cái em mới hỏi bạn thì bạn cũng giới thiệu cho em là nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Hồng Thuận, Nguyễn Hồng Di. Thì ba nhạc sĩ đó là nổi tiếng, với lại chắc dạy hay lắm mới nổi tiếng. Em cũng nghĩ như vậy á. Xong cái em mới nhờ bạn xin số. Em gọi ổng, em hẹn ổng để gặp mặt để nhờ ông dạy hò dạy hát. Dạy hò dạy hát. Dạy hò dạy hát à? Dạy hò dạy hát trong cuối cùng. Dạy hò dạy hát. Đúng không? Nhưng mà học được lâu không? Em học được lâu không? Dạ em học có ngày. Có ngày. Trời ơi. Một ngày chắc hết hồn bụng thầy luôn. Dạ không.
cái ông thầy này chảnh lắm. Em hẹn mấy bữa luôn, ổng mới cho em được 1 tiếng để gặp. Gặp xong cái ổng nói đi. Gặp ổng mình cũng bị choáng váng, mình không nói được luôn. Tại sao lại choáng váng? Nó đẹp mà nó cũng hơi lạ lạ. Rồi lúc mà em gặp vợ em á, cái cảm giác em sao? Lúc đầu em thấy dễ thương thôi. Cái em muốn coi cái nói gì trước. Và cái ngồi nói chuyện rồi nói là em muốn học hát. Em mới hỏi là em hát thử anh nghe đi. Rồi cái bả vừa cất lên một câu. Cái ông nói là thôi được rồi, em đừng hát nữa. Cái ông suy nghĩ. Cái xong ông anh khuyên em đừng nên đi hát. Em hát lại một lần nữa đi, để cho anh nghe đi. Anh cho anh nghe dạ, đi. Thôi, thôi anh hát cái gì mà. Ở lúc đó có 2 người à, còn bây giờ đông lắm rồi. Em đông nhưng mà đông. Không sao đâu, ở đây không ai nghe đâu thiệt á. Không, thôi anh ơi, từ khi anh nói vậy là em bỏ luôn ý định học hát. Lại hát một câu thôi mà. Thôi nghe nghe. Hát câu đi. Một câu một thôi. Chị muốn thực sự là coi lý do gì á mà Trung nói em đừng có theo người hát. Hát đi, hát không? Hát câu rồi đành. Ê, ổng đang sướng. Hát đi đành. Hát đi. Thôi cho anh càng nữa đi. Em mất rồi, em không hát. Có một cái hát rồi. Thôi em dạy cho em xin phép hát một câu trong bài Mộng Thủy Tinh mà ngày xưa em khơi lại cái nỗi đau của em. Lê chân buồn thương trên đường khuya trên lối xưa. Đó. Đi ra. Là cũng có kiểu lắm gì á. Không nghe chị thấy là hát không có dở nha. Dạ. Em nó khai thật đi lý do gì mà em khuyên vợ trời, em. Cái này là em biết hát. Là sau này cưới về ông mới khai thật em á là không phải ông em hát dở. Mà ổng nói em là hát giống cải lương á, ổng không có dạy cải lương. Không phải luôn, em nói lý do đi chung. Dạ, nó có 2 lý do. Lý do thứ nhất á là giọng của bạn này á là hợp với dòng dân ca hơn. Lý do thứ hai á là em nói thiệt là em cũng có hơi có cảm tình với bạn này, mà thấy bạn này cũng ngây thơ mà nó non nớt lắm. Nên em không muốn bạn này dấn thân vào. Đó, ta gặp một cái là người ta đã thấy sấm sét ở trong lòng người ta rồi, người ta muốn giữ riêng cho người ta rồi. Sau cái buổi mà từ chối đó thì hai người có thường xuyên liên lạc với nhau không? Sau cái buổi cà phê đó là em thấy là hơi buồn buồn rồi. Cái em nghĩ là chắc là không gặp mình nữa đâu. Cái tự nhiên bà rủ uống cà phê xong ăn cơm nha anh. Nghĩ chắc ngày mai không gặp nữa đâu. Cái đồng ý cho bà vui. Cái ăn cơm xong rồi nói chuyện trên trời dưới đất khác thấy cũng vui. Cái sau đó là tự nhiên hứng nhau rủ đi coi kịch. Cua trong bao lâu thì thổ? 1 tháng thì. 1 tháng là mà 1 tháng cua ổng em tốn kém dữ lắm. Tại vì tiền ăn uống em trả hết, ổng đâu có trả đâu. Cái bạn trẻ bây giờ khờ lắm. Rồi xong rồi cái lúc ổng đổ thì ổng đổ làm sao? Bữa đó em nói là ở nhà đợi em nha, em qua đón. Cái em đi taxi qua nhà ổng, cái em chở ổng ra ngoài Phương Trang. Lên Đà Lạt chơi. Em đi ăn tối thôi rồi về. Trời ơi, chở thẳng ra Phương Trang luôn. Em kể tiếp đi. Xong rồi ra Phương Trang luôn, hỏi cái gì đây nè. Tự nhiên đi lên Đà Lạt luôn. Rồi, bây giờ chính thức yêu nhau là khi nào? Là sau cái chuyến đi Đà Lạt? Dạ, vâng. Dạ. Sau chuyến đi Đà Lạt. Vậy khi mà yêu nhau thì hai đứa có vui vẻ hay là có cái gì bất chắc? Chắc chắn là phải ghen rồi. Dạ không, lúc đầu không ghen. Cho nên em mới thương. Dạ. Giờ ghen rồi, bây giờ biết ghen rồi hết thương. Rất là tâm lý, đi đâu không hỏi gì hết. Em làm gì cũng không dám ý kiến gì hết. Cho nên em mới, đây là một cô gái tâm lý. Cô gái biết thông cảm, biết chia sẻ, hiểu, thương. Rồi bắt đầu lộ ra nguyên hình, nguyên trạng. Lộ nguyên hình. Và từ khi mà khoát cái này lên là cái hiện nguyên hình là hiện sao chung thì anh thấy yêu quái hiện sao là y vậy đó. Có thể gọi là vỡ mộng không chung? Bình thường thôi, tại vì cái môi trường em làm việc là em cũng tiếp xúc với lại nhiều bạn ca sĩ, nhiều bạn người mẫu xinh đẹp. Nhưng mà thường vợ em ghen như thế nào? Cấp độ mấy? Dạ, cấp độ là tự kỷ. Tự dằn vặt. Tự dằn vặt rồi mặt như cái mền. Dạ, chứ không nói, không ý kiến, không có nhiều dạ, có ngắt sao thành sao không. Nhưng mà em thấy á là em ghen á là em thấy em hiền lắm luôn á. Em ghen á là em sẽ tự buồn thôi, chứ em không bao giờ em quát ổng đâu. Cái đó mới làm cái người nhạy cảm em cảm thấy bị day rứt. Là thí dụ thà là nói thẳng với em không thích anh nói chuyện thân mật với người ta này kia,
thì em biết để mà em điều chỉnh cái này, cứ tự buồn rồi em mới nghĩ tại sao mình làm cho bả buồn hoặc là tại sao bả lại buồn này kia, em cứ suy nghĩ hoài đó, cho nên em cũng mệt. Và thường thì em tìm được giải lời giải đáp đúng không? Dạ, thường là cái câu trả lời đó nó nằm ngoài suy nghĩ của em. Có cái trận ghen nào mà giận em bộc lộ không? Khác cái tự kỷ đó. Có, trận gần đây là em ghen mà phải nói là em phát điên luôn. Tự nhiên đêm có số điện thoại nào á, cái nhắn tin tới là anh ơi này anh ngủ chưa, ra gặp em được không? Rồi lúc đó mình đi lên ha, cái kêu ổng dậy, ổng đang nằm ngủ, anh này của ai nhắn vậy? Anh nói anh không biết. Cái nó vậy anh hỏi lại đi, cái nói là em hỏi đi nhưng mà em không dám hỏi tại em sợ em gọi người ta là chửi em nữa sao. Em mới tức quá lấy điện thoại ổng, em nhắn lại em ơi giờ này vợ anh đang ngủ em nhắn gì vợ anh buồn sao. Cái xong cái nó nhắn lại ủa anh nói là vợ anh đâu có dám cầm điện thoại anh đâu mà sao vợ anh biết được. Cái lúc đó là kêu ổng dậy dậy hết để cái ổng nói ổng buồn ngủ quá ổng ngày mai nói chuyện. Em tức quá em không ngủ được. Cái xong rồi sáng ổng còn đang ngủ á, em bồng thằng nhóc á qua nhà bạn ở luôn. Nhưng mà em xuống xin với ba má ảnh là má con về nhà ngoại chơi á, mai mốt không lên nha, phải nói dối với ba má vậy á để cho ba má khỏi lo. Em bồng đi 2 ngày ổng không nói năng gì luôn. Lúc đó ổng lo ổng sáng tác, ổng không nói năng gì luôn. Ông mà mình cảm tức quá, sáng tức tác quá bài xong mới. Rồi cái nhắn tin để mà chọc tức ổng nổi điên lên để ổng chửi lại hay ổng quan tâm, thà rằng ổng chửi nhưng mà ổng cũng có quan tâm. Không trả lời luôn, thì lúc đó không biết làm sao luôn á. Cuối cùng em tự về. Quan trọng là tôi muốn nghe cái khúc sau, không biết làm sao. Thì tức quá cái mình nói thôi bây giờ nếu không quan tâm thôi ly dị đi, không sống với nhau nữa. Để xong rồi ổng cũng im lặng sao, đến chiều tối mới nhắn tin xin lỗi này kia cái thứ, xong cái ổng đi đón về. Rồi lên xe luôn. Lên liền. Dạ. Ủa mà chung lý do gì mà vợ mình đi vắng 2 ngày như vậy mà em lại im liền? Mừng quá, dạ. Mừng quá. Được tự do. Hớn hở, hơi thoải mái chút, em đi đá banh với bạn. Trời ơi, đúng rồi. Cho nên không. Nói chung là em cũng bị một cái từ là em hơi vô tâm. Với lại cái tính là nếu mà em rơi một cái cuộc tranh cãi nào đó, nếu em thấy em đúng em sẽ im lặng. Nhưng mà em có biết rằng là vợ em đang ghen không? Em biết là đang ghen. Cuối cùng hay là chồng có giải quyết cái tin nhắn đó là như thế nào và cái lỗi đó thuộc về ai? Thì em đã nói rồi, cái tin nhắn đó người ta nhắn tới anh không kiểm soát được. Em đâu biết được là người ta nhắn nhắn. Nhưng mà cái đó là bạn gái cũ của anh. Thì anh phải nói, tự nhiên cái nói anh không biết ai hết. Cái đến khi mà em mò ra được á, em hỏi anh biết tên bé đó là tên vậy đó, anh biết ai không? Cái nói, cái đó bạn quay cũ lâu rồi, không gặp nữa. Thì lúc đó mới thú nhận. Nhưng mà bản thân ảnh á, là anh nhớ dai lắm, nhất là số điện thoại của con gái anh nhớ dai lắm. Mà làm sao mà anh quên được số bằng điện thoại của bạn gái cũ nhưng mà giả vờ em nữa. Chuyện nó xảy ra lâu chưa cơ? Cách nay có 6-7 tháng rồi. Vậy là lâu rồi. Mà chuyện đó là cái trận ghen mà ghen dữ nhất đúng không? Dạ. Ghen mà này gọi là ghen lịch sử đó quý vị. Ghen lịch lãm. Đứa nhỏ ở nhà là ai chăm sóc nhiều hơn? Bởi em là chăm sóc em. Nhiều hơn. À vậy dạ. Hả? Ví dụ như đêm mà con khóc hay là này kia nọ đó, có bao giờ mà em thức dậy em chăm? Dạ không bao giờ đâu chị. Không bao giờ. Cái mấy bữa mà con khóc á, cái em nói anh ơi dậy phụ em đi em mệt quá. Anh biết rồi, cái lấy em bê ba á chị. Đeo vô lỗ tai mở lớn lên ôm gối ngủ tiếp. Nghĩa là đeo vô là một hình thức, nghĩa là chống. Là chống cái con. Chống ồn, cái đó là chống ồn đó. Thì đó chống cái khóc đó. Tại vì cái đó là em cũng nói lại luôn là em với lại bà có cái mâu thuẫn về nuôi dạy con. Em muốn tập cho nó cái tính tự lập, nó tự ngủ. Còn bả là thấy nó khóc hay là nó nhõng nhẽo là lại chiều theo nó, cho nên rất là mệt. Mỗi khi mà bả có công việc nào đó bả đi cả ngày á, thằng nhóc ở nhà với em thì nó rất là bình thường, nó chơi tự chơi này kia rất là vui vẻ. Nhưng mà khi mà bả ở nhà là bắt đầu nó nhõng nhẽo này kia lên đó, thì em cũng nói là nếu mà đã mâu thuẫn về cách dạy con vậy thì em phải chịu cái hậu quả của cái sự nuông chiều đó của em. Là buổi tối nếu mà nó không tự ngủ được thì em phải chịu hậu quả đó. Sâu xa quá. Dạ. Bây giờ Chung nè, sau khi lấy Thanh về, Thanh có thật sống? Thứ nhất là hay tự kỷ, cứ bắt người khác phải hiểu mình. Mà em đâu phải là thầy bói đâu, em hiểu được đang nghĩ giùm đầu. Nếu em hiểu được thì em đi làm thầy bói cho nó nhiều tiền. Nếu mà không hiểu là chắc là không quan tâm. Có nghĩa là từ cái chuyện đó mà suy ra nhiều cái chuyện khác. Không quan tâm là không yêu, không còn yêu nữa, không hợp nữa, ly dị. Đúng rồi. Chứ lúc trước thì khác, lúc trước thì dành thời gian cho em nhiều, còn bây giờ toàn là chuyện rồi nhạc rồi đi đá banh. Em không có em bao nhiêu bây giờ là bây giờ có ai câu được con cá rồi mà cũng phải banh mì con cá rồi để nhét mồi vô cho con cá nữa. Đó là lý do tại sao mà vợ chồng thường hay ly hôn là vậy đó. Có nghĩa là bây giờ là cá phải tự ăn đó. Rồi em mong muốn vợ em thay đổi cái gì? Em mong muốn vợ em là cái gì cũng nói cho em biết, nói ra thì sẵn sàng mình làm.
Nếu mà những người nào không làm thì mới chắc là tệ. Thế còn thành tật xấu của Trung là gì? Hay hành hạ người khác đêm khuya lắm. Mình đã chăm con mình mệt rồi, 2-3 giờ sáng còn khều. Khều làm gì? Em ơi, anh đói bụng quá, anh xuống nấu gì cho anh ăn đi. Mà lúc đó mình đang ngủ ngon nữa, chắc cái nhiều lúc đó mình cảm thấy tủi thân, con ở. Có bao giờ em nói là thôi anh đói anh tự nấu, em mệt lắm, em muốn ngủ lắm, có giờ em nói câu đó không? Tại vì em không nấu là ông nhịn đói luôn à. Bây giờ em muốn chồng em thay đổi cái gì nữa nè? Ông muốn làm gì cho em, ông tự giác, ông làm đi, ông đừng hỏi đi hỏi lại nhiều. Vậy rõ ràng ở đây á, cái điều mà hai bạn muốn thay đổi về nhau á, nó hoàn toàn là tỷ lệ thuận với nhau chứ đâu có tỷ lệ đúng rồi đâu. Ví dụ như Chung á, là Chung muốn em nói. Đừng có giấu cái gì trong lòng nữa, em muốn ở chung điều gì thì em phải nói ra. Còn em á, thì em lại muốn là Chung tự làm cái điều đó đi, đừng hỏi em và đừng để em nói ra. Làm sao mà được? Đó là một cái điều mà hoàn toàn là hai người song song không bao giờ gặp nhau được nếu như mà hai người đều không tự điều chỉnh thôi, chứ cũng cần phải thay đổi điều chỉnh. Tại vì ở đây nó không phải là bản chất, ở đây nó chỉ là một cái sự việc là chưa tìm được cái tiếng nói chung thôi, đúng không? Hai người tự điều chỉnh một chút xíu được không? Thì chúc hai vợ chồng em hạnh phúc hơn nữa, và riêng bản thân Chung sẽ có nhiều tác phẩm hơn nữa đến với công chúng nha.